bây giờ mấy bạn mà lớn tuổi á, cỡ ba mươi mấy tuổi đã lên rồi đó, mà cũng tốt nghiệp đại học một thời gian rồi, mà mấy bạn nó không có đi làm mấy cái ngành mà đúng chuyên môn, mà bạn nó đi ra ngoài làm mấy nghề tự do đó, thì cái khả năng mà bị rớt visa du học của mấy bạn đó rất là cao. Thì bây giờ cái lời khuyên của chị cho mấy bạn đó như thế nào, cái để cho các bạn nó làm, để cho nó, hồ sơ nó mạnh và nó khỏi bị rớt thì. Nếu mà những người lớn tuổi á, thực sự đi ra du học ở cái độ tuổi lớn tuổi thì sinh ra rất là khó. Nếu mà các bạn đi làm nghề tự do không có chuyên môn cụ thể ổn định nữa thì cực kỳ khó luôn. Chỉ có vấn đề là tài chính thôi. Bây giờ nếu như các bạn là làm nghề tự do mà có thu nhập ổn định thì em đưa các bạn về lại visa du lịch luôn. Đừng có nộp visa du học ở tại tại Việt Nam. Tại vì ở Việt Nam thì nó xét yếu tố GTA cực kỳ khó luôn. Nó sẽ xét yếu tố GTA thì mình không thể nào mình qua được cái ải ở Việt Nam thì làm sao mình bước qua kia. Thì tốt nhất các bạn nào mà trên ba mươi mấy tuổi, là những cái người mà đã có cái sự trưởng thành rồi, hôn nhân gia đình có rồi, rồi cũng có cái gọi là một số vốn liếng rồi đó. Nhưng mà ở giai đoạn đó mà cũng chưa có tài sản, chưa có nhà cửa, mà chưa có sở hữu này kia, mà làm hồ sơ đi 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 đi, đi du lịch thì cũng cũng không phải là không được. Nhưng mà phải có gọi là cái thu nhập. Bây giờ lại đi từ gì, dường như có nhiều bạn vẫn không phải là cái người đi làm công. Nhưng vừa rồi trong cái group của em có một bạn tên gì ta, à bạn tên Hiền, bạn ấy làm kinh doanh online mới mở công ty gần đây, nhưng mà bạn bạn đã tích lũy được tài sản, bạn mua được nhà, mua được xe, mua này cái kia rồi. Thì bây giờ Hiền nó đang hỏi chị, bắt đầu nó qua bên Úc nó sẽ đổi visa du học đó. Cái nền tảng của những cái bạn đó, bạn đã có cái sự định hướng rồi, bạn cũng có thu nhập rồi, thì cái việc xin visa du lịch nó dễ rồi, từ visa lịch đó mình chuyển qua cái visa du học thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Chứ đừng có đâm đầu mình nộp visa ở đây thì nó không có dễ chút xíu nào cả. Ok, đó thì mấy bạn nghe lời chị luật sư khuyên các bạn đó thì các bạn làm cho nó đúng ha. Thì nói chung là ở Việt Nam xét cái của ở Việt Nam đúng không? Là đại sứ quán ở Việt Nam xét, lãnh sứ quán Việt Nam Lãnh xét. sứ quán là đại sứ quán, đúng rồi, Dạ. sẽ xét rất khó so với nộp visa tại Úc. Dạ. Còn ở bên Úc này á, là người Úc người ta xét, thì tất nhiên người Úc người ta xét thì nó có phần nào đó, thì bạn đang ở trên nước Úc rồi, thì đổi visa trên nước Úc thì người ta xét theo kiểu onshore, ở trong trong lòng của nước Úc. Khác người Úc xét ở Việt Nam là người Việt Nam xét, đa số là mình thấy là visa của bạn ở Việt Nam là người Việt Nam không ạ, mà là người Việt Nam người ta làm cho lãnh sứ quán, người ta làm cho đại sứ quán rồi làm giấy tờ cho các bạn rồi. Thì bây giờ mấy bạn đó đó, bây giờ mà lâu quá rồi, mấy bạn ví dụ như mấy bạn nó tốt nghiệp đại học đi, từ hồi mấy bạn đó cũng là hai mươi mấy tuổi, 21, 22, 23, 24 tuổi rồi đi, mà bạn nó bây giờ ba mươi mấy tuổi rồi, là coi như là cho 10 năm các bạn không, tất nhiên là phải có đi làm rồi, 10 năm các bạn không đi học rồi, thì mấy bạn đó mà nếu mà muốn nộp hồ sơ ở Việt Nam luôn mà không có đi theo con đường du lịch đó chị, thì có thể là ví dụ như mấy bạn đó muốn học bếp đi, qua đây học bếp đi, hoặc là học xây dựng đi, thì các bạn đó có thể có nên học một cái gì đó, chứng chỉ gì đó ở Việt Nam. Chắc chắn không? Okay. Hôm trước chị có nói một lần về cái chương trình này rồi, mà chị nói bây giờ những Dạ. bạn nào mà giờ đang làm một cái ngành nghề khác, trái ngành, hoặc là đã gián đoạn việc học lâu quá rồi mà bây giờ muốn quay lại cái chuyện đi đi du học á, thì bắt buộc phải có một cái sự chuẩn bị, một cái chương trình học hành Đó. gì đó, rồi đó mình Đó. mới nối tiếp được chuyện chuyện đi 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 cái khóa học tiếp theo. Hoặc những người đổi ngành, hồi trước học IT giờ chuyển qua làm bếp, tự nhiên giờ làm sao đi qua đăng ký khóa học mà học làm bếp liền ở bên Úc người ta cấp visa cho nên có thể là bạn sẽ phải chịu khó học, phải có một cái hồ sơ việc làm về làm bếp cộng với chịu khó học thêm một cái bằng cấp Úc ở Việt Nam, giống như cái chương trình đào tạo mà công ty của chị phối hợp với bên trường Úc để làm thẩm định nghề các bạn ở đây. Thì các bạn lấy thêm cái bằng chứng chỉ nghề đó, chứng chỉ cao đẳng đó, rồi sau đó bạn đang có hồ sơ việc làm trong ngành đó nữa, bạn có thể nộp hồ sơ xin ra du học chuyển tiếp qua Úc để cho cái việc nộp visa nó dễ hơn và nó an toàn hơn ở cái thời điểm hiện tại. Và khi mình đi qua đó thì mình vừa đi học mình vừa đi làm, mình kiếm tiền ở Úc, thì đó cũng là một cách. Chứ còn bạn đang làm một cái ngành nghề chuyên môn này, bạn nhảy qua ngành nghề chuyên môn khác, bạn không có một sự gián đoạn trong việc làm thì thôi, chứ bạn có liên tục đi nữa mà bạn đổi ngành một cách đột ngột thì cơ quan lãnh sự nó mà họ tin rằng là mình sẽ là cái người không có ý định định cư, họ chắc chắn là phải tin vào cái chuyện là bạn có đăng ký định định cư để qua một cái ngành nghề mới, rồi qua khi bạn đi làm bạn mới. Chứ tự nhiên tôi bỏ hết cái lịch sử quá khứ của tôi rồi tôi tạo lập một cái sự nghiệp mới à, không có ai bao giờ mà làm cái chuyện đó. Mình sẽ phải có một cái động lực gì đó, một cái lý do gì đó, một cái giải trình đó phải nằm trong cái thư giải trình về kế hoạch học tập, hoặc cái thư viện GTE đó, thì mấy cái giải trình đó nó phải logic, hợp lý, và người người nào đọc vô cũng hiểu rằng là cái niềm mong mỏi đi học đó là có thật thì mới được. Thì em thấy vậy nó cũng hợp lý mà, thì mình làm sao ví dụ như
các bạn nộp hồ sơ gì thì cho người ta biết là cái đó, cái động cơ của các bạn đó là trong sạch đó, mình nói vậy đó, là chuyên nhìn đó, chuyên nhìn là thật sự đó các bạn. Đó. Là giống như là bây giờ bạn đi du lịch đúng không, thì thật sự là bạn muốn đi qua Úc đi du lịch đó, đi du lịch là bạn phải chi tiền, bạn phải có tiền đó, đơn giản thôi. Mà ví dụ bạn đi học thì thật sự là đi qua đây để đi học, đừng cái cho người ta thấy là bạn có đi qua đây có động cơ nào đó để mà định cư, có động cơ nào đó mà qua đây chỉ đi lao động để kiếm tiền đó. Còn bạn nào mà qua đây để lao động kỳ nghỉ là cho người ta thấy vừa được đi lao động mà vừa đi nghỉ, thì visa này nó dành cho những bạn nào mà không có khá giả rồi đó.